Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung kính giới thiệu tất cả quý Phật tử. Đây là Đại Lão Hòa Thượng Thích Dực Thiện. Xin cho chào pháo tay. Hòa Thượng định cư ở nước Mỹ đã mấy mươi năm, từ năm 1966. Vì Ngài được sang qua nước Mỹ du học cho tới ngày hôm nay, thì Phật tử thấy là cũng là cả nửa thế kỷ rồi, từ 1966 tới nay. Cho nên Ngài năm nay thượng thọ là 91 tuổi. 91 tuổi thì Ngài xuất gia tu học là năm nay là 72 năm. 72 năm Hạ Lạp. Cho nên Ngài đến nước Úc đây là lần thứ hai đến nước Úc. Cho nên có duyên gặp thầy đi khất thực ở ngoài chợ á, gặp thầy coi chợ rồi xin cung thỉnh Ngài đến đây giảng pháp lần thứ nhất cách đây khoảng 2 tuần. Hôm nay là lần thứ hai, để ngày 20 tháng 1 là Ngài phải bay về Việt Nam, rồi phải bay sang qua Mỹ. Cho nên tiếp theo là xin giới thiệu thượng tọa giảng sư Thích Minh Tâm và tử cho rằng có thầy. Thượng tọa giảng sư Ngài trụ trì Hoa Nghiêm Thiền Viện ở trên miền vùng núi ở Luân Mâu Thành á. Cho nên ngày ẩn tu, cho nên hôm nay cũng có nhân duyên cung thỉnh Ngài để đến đây thăm viếng các Phật tử. Chỉ thư cùng thầy quen biết cách đây cũng 6-7 năm rồi. Cho nên Ngài sẵn sàng để hướng dẫn Phật tử trong những khóa tu thiền. Cho nên những tương lai sau này sẽ tổ chức những cái khóa tu cái ngày với Phật A Di Đà đó. Chúng ta sẽ tổ chức tu 3 ngày, ngày 5, ngày 6 và ngày 7 tháng 1 năm 2018. Tổ chức tu 3 ngày thì quý ngài sẽ hoan hỷ đến đây để dạy và Phật tử niệm Phật tu thiền rất là hiếm có. Ngài cũng đi giảng khắp các nước trên thế giới, coi như là tiếng Anh ngài giảng cũng như tiếng mẹ đẻ vậy thôi. Rất tiện lợi nếu ai trẻ nhỏ mà không biết tiếng Việt đó, đến đây ngày cũng dạy bằng tiếng Anh được luôn. Bây giờ Phật xin trân trọng giới thiệu thượng tọa Thích Minh Tâm. Bây giờ Phật công xin cung thỉnh hòa thượng nam. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin cung kính đảnh lễ Ngài Đại Lão Hòa Thượng Nhật Thiện. Xin thành kính tri ân. Xin thành kính tri ân Thượng Tọa Đức Tánh trụ trì Chùa Quán Âm Thiền Tịnh. Kính chào tất cả quý Phật tử. Con xin phép được nói với quý Phật tử vài câu trước khi Ngài có đôi lời pháp nhũ. Quý vị ở đây có ai không phải là con Phật không? Ai không phải con Phật giơ tay lên. Ai cũng là con Phật hết phải không? Rồi có một người không phải con Phật thôi, cái người đó ngoài lại, cho người đó tràng pháo tay đi quý vị. Mà nếu là con Phật, mà nếu gặp Phật thì quý vị làm sao? Mừng lắm phải không? Sẵn sàng quỳ xuống rồi là Phật muốn cái gì cũng làm. Hồi xưa có những vị đem cái thân của mình lấp một cái đường xình lầy để cho một vị cổ Phật bước ngang rồi được thọ ký làm Phật. Tức là chúng ta bỏ hết để cúng dường cho Phật. Ngài cấp cô độc á, cúng dường bằng vàng á, cúng dường cái vườn kỳ viên để cho Phật. Cúng dường nhiều như vậy á, mà chỉ có được lên cõi thiên thôi chứ không có thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Bởi vậy cho nên á, khi quý vị mà có nhân duyên gặp Phật thì quý vị làm gì? Nói vậy quý vị tự hiểu rồi phải không? Tâm là hoan hỷ và muốn làm tất cả mọi việc mà mình muốn làm.
Bây giờ đó, sư xin giới thiệu với quý vị đó, sư cũng ít có khi nào đi xuống đây, quý vị biết rồi. Sư đức tánh đã có nói nhiều lần nhưng mà sư cũng không có xuống, tại vì biết nó không có nhân viên, nó còn chứng viên nữa. Nhiều khi á, sư xuống đây á, sư bị Phật tử ở đây sửa lưng hoài à. Thành thử ra sư cũng sợ, là không phải sợ sửa lưng, mà sợ là người ta bị tạo nghiệp. Người ta sửa lưng sư, người ta tạo nghiệp, sư thấy thương, cho nên sư thôi, mình núp lại đi, để cho người ta không có tạo nghiệp. Chứ còn người tu thì ai muốn sửa kiểu gì mình cũng chịu, đâu có làm sao đâu, phải không? Lưng nó nhỏ mà, thôi gì. Thế thì cái, nếu quý vị gặp Phật, đó là cái hạnh nguyện. Mà muốn làm gì thì tự trong tâm mình biết. Ngày hôm nay đó, sư cũng lặn lội từ xa lắm, đi 7 tiếng đồng hồ, xe lửa, xe bus, đủ các thứ mới tới đây được. Cũng chỉ có một mục đích là tới đảnh lễ Ngài Nhật Thiện. Mà sư phải nói là vị Phật sống không có phải là vị Phật bằng xi măng, không phải vị Phật bằng xi măng, vị Phật sống. Cho nên á, quý vị có cái nhân viên để thực hiện những cái ước mơ của mình, muốn cái gì đó thì cứ trình với Phật sống tốt hơn. Trình với vị Phật xi măng á, thì các vị Phật xi măng cũng có nghe vậy nhưng mà không có trả lời rồi. Thôi sư nói vậy thôi nha. Bây giờ đó là xin, con xin cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Từ Bi Quan Hỷ có đôi lời pháp nhũ sắc sắn cho quý Phật tử đây tu học, để được gần gũi những vị thiền tri thức, và đồng thời đó là cũng cải sửa cái tâm của mình trở thành ra một vị thiền tri thức. Từ từ quý vị tu kiếp này, quý vị không thành thì kiếp sau cũng thành mà, phải không? Mà có nhiều khi á, biết đâu á, Ngài nói một câu mà quý vị ngộ á, kiếp này thành Phật mà sao, phải không? Thôi ráng nha. Mô Phật. Con xin cung kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ngài trụ trì, kính bạch thượng tọa giảng sư, hôm nay bình đạo có duyên lành được đến đây và được nghe qua những lời tâm sự của thượng tọa giảng sư. Trước khi ra đây, bình đạo rất là mừng, tại vì đất nước quê hương của mình mà có được những vị mà tu hành như Ngài ở đây, mà lên trên bộ tất cả, mà lên đến núi ở. Rồi sáng hôm nay thật là có duyên may mắn, cái sự thao thức của Thầy nghĩ đến quê hương đất nước, nghĩ đến Phật tử, mà được cái bất ngờ có duyên được ngày gặp Ngài Giảng Sư, được gặp bà Ngài trụ trì đây, và đến đây lần thứ hai, rồi đến đây gặp Phật tử. Thầy rất là mừng vì qua những tin tức mà Thầy đọc được, là họ nói cái điều là người Việt Nam, họ nói chung là người Việt Nam
là đi đến đâu cũng được sự tôn trọng và kính phục. Đó là báo chí thế giới họ phân tích, họ nói, thì sự phân tích mà nói đó thì thầy rất mừng. Là ví dụ như thầy ở Pháp, thầy kể chuyện một cái chuyện nhỏ, một người con trong gia đình của một người Pháp, người Việt Nam ở Pháp có 5 đứa con, và 5 năm đi học trở lại của Pháp, mà người thứ nhất đứng đầu cả trường. Là người ta chưa để ý, rồi người thứ hai đứng đầu cả trường, rồi người thứ ba đứng đầu cả trường, người thứ tư, người thứ năm đứng đầu cái trường đó. Thế làm ông tổng thống Pháp và người Pháp rất là kinh ngạc. Ở một gia đình người Phật tử mà thầy ở trong gia đình đó ở tại Paris, rồi ở Úc đây, thì thầy được cái rất là mừng là bên thế giới này người ta nói người Việt ở bên Mỹ là 1.800.000 người. Thầy thì ở Mỹ bắt đầu từ tháng 4 năm 1966. Và bên Mỹ là có 1.900.000 người bây giờ. Trước 30 tháng 4 75 thầy ở Mỹ có khi 6 tháng thầy không nói được một tiếng Việt Nam, là vì không gặp người Việt Nam ở đâu cả. Nhưng mà bây giờ trở lại Mỹ thì bây giờ đi đâu cũng gặp người Việt Nam hết, mà họ tương đối là thành công. Nhưng mà người Việt Nam 1.800.000 người, và bây giờ cái số người đó mà đi bỏ phiếu thì cũng quan trọng lắm. Thế là các chính quyền của Mỹ rất là nề nang, rồi đi về đến Úc thì con số chưa đầy 100.000 người Việt Nam ở đây theo cái thống kê, nhưng mà thành công. Và đặc biệt người Việt Nam ở Úc đã ở đối xử với nhau rất là có tình. Thầy đi thăm cái chùa gọi là chùa Hang của một ni cô người Úc, và trong đó có một ông thầy người Úc mời đi hôm kia, và thầy họ tu hành, và người Việt Nam mình hòa nhập với họ cũng rất là tốt. Đó là nói người Việt Nam hai ở bên Mỹ. Qua Âu Châu thì sáng thầy ăn cơm ở Paris, trưa ăn ở Tu Viên, tối lại ăn ở Thụy Điển. Tức là một ngày thầy ăn 3 bữa cơm, 3 nơi ngồi lại ăn 3 bữa khác nhau, và đi đâu cũng gặp người Việt Nam, và những người Việt Nam rất là thành công. Thầy có thể nói là thành công trên mọi mặt. Nếu quý vị mà ở qua Mỹ á, cứ mỗi năm mà họ làm cái thống kê mà học sinh học giỏi á, là cái trường nào cứ người học giỏi cũng là người Việt Nam cả. Họ có làm thống kê đó. Không biết bên Úc đây có làm thống kê để tài liệu. Bên Mỹ thầy ở là cái trường nào mà làm thống kê mà học sinh học giỏi thì cái học sinh đó cũng là người học sinh Việt Nam. Rồi qua Âu Châu cũng vậy. Bên Úc thì thầy chưa được đọc nhiều, chưa biết kể, nhưng mà các em học sinh Việt Nam ở Úc thì thầy biết về cái giáo dục ở đây là quá tốt, mà các em ở đây thì học hành cũng là rất là chú đáo, và cái nếp sống ở đây thì thầy ngồi trước mặt người Việt Nam ở Úc thì chụp rồi tất cả Phật tử nói thầy khen mình, thầy khen thầy giáo để thầy lấy lòng. Nhưng mà thật sự không, thầy không dám lấy lòng mà cũng dám khen thầy giáo. Nhưng mà thầy xin gửi lời rất là phục, kính phục người Việt Nam ở đất Úc. Trong những người Việt Nam ở đất Úc, thầy ngồi một bên thường thoảng đây,
thầy hỏi gốc thượng tọa ở đâu? Thượng tọa ở Bắc, di cư vào Nam và được học bổng đi qua học bên Úc, rồi qua học bên Mỹ, rồi đi chỗ này chỗ khác. Bây giờ đây giảng pháp, ngài dạy cả hai trường đại học ở Úc, mà dạy hai trường đại học đó, ngài nói tiếng Mỹ đi dạy học thì cũng giống như là nói tiếng Việt thôi. Thì hôm nay đây chúng ta có được cái máy nói chung, mà thầy được cái máy nói riêng, gặp một vị giáo sư đây thì thầy không có gì cả. Hết lòng cung kính ngài giáo sư ở đây và làm mẫu mực cho Phật tử Việt Nam. Rồi gặp vị trụ trì này, gặp bây giờ mấy mấy đường thầy ngài bưng cái minh bát. Rồi tôi hỏi ngài bưng cái minh bát ở đây người ta còn nói gì không? Thì ông là đi qua bên Sri Lanka để mà cúng dường cái ngài tăng thống, cái viện tăng thống ở Úc nó to hơn cái dinh độc lập của mình. Cái viện tăng thống của bên Sri Lanka nó to hơn cái dinh độc lập của mình. Bằng ngài tăng thống đó thì có tăng sư ông cúng dường, ngài có tặng lại cho sư ông một cái bình bát, sư ông giữ để đi đâu mang đi theo, chỗ nào thuận tiện để mang bình bát để đi hóa duyên, nhưng mà chưa làm được. Hôm nay đi đến đây được gặp ngài trụ trì đây, gặp ngài giảng sư đây, sư ông mừng quá, nói đồng phục lưỡi cười, tiếng được tiếng mất trời không hay. Mà Phật tử ở đây thì học giỏi trí thức nhiều, thì buổi sáng hôm nay cho thầy cũng thì ngài đi dạy cho người ta được, thì khi ngài hoan hỷ bố thí những lời pháp lành của Phật để với tất cả Phật tử ở đây, và tôi cũng được xin ngồi ở đây để được nghe ngài nói để chúng tôi học hỏi thêm. Xin chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết xin thành kính lãnh lễ ngài Hòa Thượng, xin cung kính lãnh lễ sư trụ trì, kính chào tất cả quý Phật tử. Bây giờ nãy giờ quý vị nghe Hòa Thượng nói chuyện, quý vị nghĩ đó là Hòa Thượng nói chuyện hay là Hòa Thượng nói pháp? Hòa Thượng nói pháp phải không? Tại vì pháp Phật phải làm sao chuyển cái tâm của người ta thì đó mới là pháp. Từ cái hành động, từ lời ăn tiếng nói, ái ngữ hay là tất cả, làm sao chuyển cái tâm của người ta từ ác thành thiện, từ hung dữ thành hiền lành, từ nóng nảy thành mát mẻ. Hồi nãy giờ đó hơi nóng phải không quý vị? Nghe ngài nói rồi quý vị có thấy mát được chút nào không? Cảm ơn tất cả quý Phật tử. Thì cung kính công bằng tuân lệnh. Ở trong tăng thì có cái quy luật, cái vị trưởng nói thì vị nhỏ phải nghe, dẫu là một ngày hạ thấp hơn cũng phải nghe. Thế nay ngài dạy thì con xin phép ngài xin gửi đến quý vị cái bài pháp ngắn thôi, chừng 15-20 phút, tại vì nó nóng quá rồi quý vị thấy nó cũng bồn chồn phải không? Lấy cái đề tài ngày hôm nay chúng ta làm gì đây? Chúng ta làm từ thiện phải không? Giờ sư lấy cái đề tài là từ thiện hay từ trần? Thế thì khi chúng ta đi tới chùa thì cái việc đầu tiên đó là chúng ta hướng về Phật. Mà hồi nãy sư có mạo muội trình bày với quý vị á, Phật bằng xi măng không có linh bằng Phật sống, phải không? Phật sống được nhiều phước hơn thì quý vị ráng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó, khi chúng ta đến đây thì cái tâm nó phải hoan hỷ, thành tín và hoan hỷ, đó là hai điều kiện mà trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói rất rõ. Mọi sự từ thiện bố thí đều phải khởi từ thành tín và hoan hỷ. Phải có tin và phải vui. Nói tóm tắt là nôm na vậy thôi. Tin cái
cái gì? Tin vào Tam Bảo, tin vào nhân quả, tin nếu tôi làm thiện tôi sẽ được việc thiện. Quý vị có tin là có nhân quả không? Bây giờ quý vị nè, ai ở đây nè cũng là xinh gái nè, rồi á ăn mặc đẹp đẽ nè, mạnh khỏe nè, rồi có nhiều vị ở đây lớn tuổi không làm vẫn có tiền, tiền già phải không? Đó là ở trong Kinh A Di Đà nói sao? Nơi ấy không cần làm vẫn có ăn. Tức là ở đây là cõi cực lạc. Úc nè là cõi cực lạc. Chùa nè là cõi A Di Đà. Quý vị tới quý vị thấy không? Sư trụ trì lúc nào cũng đem đồ ăn ra, rồi sư trụ trì phải sắp ghế mời quý vị ngồi. Quý vị đâu có cần phải sắp ghế, quý vị tự nhiên có ghế ngồi, có đồ ăn ngon. Như vậy đây là cõi cực lạc, chứ còn đâu nữa. Chùa Quán Âm chính là cõi cực lạc. Nhưng mà tại sao quý vị có được như vậy? Nếu chúng ta thấy đó là cái quả, thì chúng ta quay trở lại tìm cái nhân. Nhân nào mà quý vị có được ngày hôm nay ngồi đây, rồi có một vị sư lìa bỏ hết tất cả, kham khổ, sắc ghế từng cái ghế một, mà muốn chắc chắn là make sure là quý vị ngồi đây nó được an vui, comfortable, sitting comfortable, tức là ngồi làm sao cho nó được an mà nó không có bị té. Rồi á, ngài cũng là lo lắng quý vị nóng, đem ba bốn cái quạt ra, tức là cái tâm của ngài lo cho quý vị nhiều hơn là quý vị đến đây. À quý vị, tâm ấy là tâm gì? Tin và Tam Bảo. Ngài tin rằng Đức Phật dạy chúng sanh đều là quyến thuộc của nhau. Từ trong vô lượng kiếp chúng sanh đều là quyến thuộc của nhau. Cho nên cái việc ngài làm cho quý vị là làm cho quyến thuộc, đâu có làm cho người lạ đâu. Người ngoài đường làm cho nó đâu có vào. Phải là quyến thuộc nó mới vào đây. Bởi vậy khi chúng ta làm từ thiện, chúng ta bố thí, chúng ta phải nghĩ là đây đều là quyến thuộc của nhau từ trong vô lượng kiếp. Cái gì mình có được ngày hôm nay là do cái nhân tốt của mình từ kiếp trước. Kiếp trước mình có bố thí, kiếp này mình mới được có tiền bạc ổn rỉnh. Rồi kiếp trước mình cúng dường thuốc men, kiếp này mình không có bệnh. Kiếp trước mình cúng dường gạo, kiếp này mình là mập mạp tròn trịa. Kiếp trước mình cúng dường hương hoa cho Phật, lựa cái hoa đẹp nhất cúng cho Phật. Cho nên ở đây các vị thấy, quý vị nào soi gương đi, người nào cũng đẹp hết trơn. Phải không? Đẹp như hoa mà. Phải không? Đẹp như hoa. Nào thế thì nhân là như thế, quả như thế. Cho nên nếu chúng ta thấy được như vậy, thì chúng ta xét lại biết bao nhiêu người. Sư nói cái thí dụ thôi quý vị hiểu liền. Ở Việt Nam có nhiều bà già 80-90 tuổi phải đi bán vé số ở ngoài đường, cơm có đủ ăn. Nói chi tới là phấn với son với lại cái gì Channel 5 này kia, không có đâu. Quên cái chuyện đó đi. Áo không có đủ mặc, lang thang ngoài đường. Chư Tăng Ni thì cũng vậy. Chư Tăng Ni cũng là người như quý vị thôi. Đau yếu thì cũng cần thuốc. Nhưng mà ở Việt Nam thì không có nhà thương miễn phí cho Tăng Ni đâu. Không có tiền thì xin lỗi, Tăng Ni cũng phải ở ngoài đường. Có đóng tiền mới được vào. Mà tới bữa mà nếu không có ai cúng dường thì cũng nhịn đói. Sư trên núi có nhiều khi trời mưa. Sư ghi không phải kể để quý vị nói để quý vị thông cảm thôi. Có nhiều khi trời mưa mà nó mưa dầm về 4-5 ngày, quý vị ở đây quý vị biết rồi, nó mưa kinh khủng 4-5 ngày, đường đất đi vào, đâu có ai vào. Tới giờ đúng 10 giờ đi xuống, thấy không có đồ cúng dường thì sao? Cầm ly nước lên, niệm chú, xong rồi đi vào ngồi thiền tiếp, uống nước lạnh, coi như qua ngày. Và lấy đó làm niềm vui, tại sao? Tại vì tin vào Tam Bảo, tin vào nhân quả. Tin nhân quả làm sao? Kiếp trước lo tu mà không có lo cúng dường, cho nên kiếp này bị đói là đúng rồi. Đơn giản vậy thôi.
Quý vị thấy Ngài Nhật Thiện Hạnh đi tới đâu người ta cũng cúng dường. Tại sao vậy? Tại vì kiếp trước Ngài bố thí, Ngài cúng dường rất nhiều. Và kiếp này Ngài cũng vẫn tiếp tục làm như vậy. Thì làm sao đói được? Cái nhân nó có quả mà. À, quý vị. Cho nên tin là người Phật tử chúng ta phải tin. Tin vào nhân quả. Cho nên sự bố thí là bậc thứ nhất. Bố thí cúng dường là cho thân bằng quyến thuộc. Thứ nhì, nó có nhân có quả, nó có chảy đâu hết. Cho nên đừng có so đo tính toán. Cửa Phật á, thì Phật dạy như thế này, nhất là Ngài Tổ Trịnh Châu á, Ngài nói tu Phật không khó, chỉ khó cái tâm so đo. Cái tâm nó so đo, nó tính toán là nó đứng ngoài cửa chùa, nó không có vô. Vô rồi không biết cúng bao nhiêu cho nó vừa cho chùa. Cái tâm nó tâm so đo thì nó ở xa lắm. Mà ở xa cửa chùa thì đừng nói chi tới Tây Phương Cực Lạc. Có tu nhiều chăng nữa, tụng kinh nhiều, sám hối nhiều chăng nữa, biết mình làm sai mà có sám hối, nhất là ngày nay ngày sám hối nè. Quý vị ở lại sám hối trong chùa nha, đừng có đi về nha. Sám hối cho nhiều đi chăng nữa thì cũng chỉ tới Tây Ninh chứ không tới Tây Phương được. Tại vì không có tâm tin vào nhân quả, không có tâm thành tín, không có chuyển tâm từ ác làm thiện, thì coi như là mình đứng ở ngoài xa rồi. Cái điều thứ nhì là chúng ta phải hoan hỷ. Khi cúng dường bố thí phải vui. Bây giờ nó miễn cưỡng thấy bà chị bạn mình bà cúng cho Ngài Hòa Thượng 200 đô. Mình cúng ít sợ, coi cúng kỳ thôi, mình lấy 200 đô ra, mình bóp bụng mình cúng. Thì cái đấy gọi là bóp bụng thì bụng bóp. Phước nó có bao nhiêu thôi. Bây giờ quý vị cúng 100 đô, 50 đô mà tâm rất là hoan hỷ thì phước nhiều hơn là bóp bụng. Cho nên chút xíu nữa quý vị cúng dường cho Ngài, đừng có bóp bụng nha. Hai điều kiện Đức Phật dạy, phải thành tín và hoan hỷ thì mới được cái quả tốt. Thì trong việc từ thiện cũng vậy, chúng ta làm từ thiện chúng ta phải làm với cái tâm tin và nhân quả. Thứ nhất, đây những cái người mà nhận của chúng ta toàn là thân bằng quyến thuộc. Sư Đức Tánh nhận cái nhiệm vụ, lãnh nhiệm vụ của quý vị, giao cho một số tiền nào đó hay một số phẩm vật nào đó đem về cho người ta, thì là của quý vị chứ không phải của Sư Đức Tánh đâu. Phước quý vị hưởng chứ. Nhưng mà nhiều khi tới cúng dường được bóp bụng đưa cho Sư Đức Tánh thì là cũng khổ, bụng bóp phước ít lắm, phải không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, phải hoan hỷ nữa. Biết rằng những cái ấy nó sẽ tạo ra nhân quả. Chưa thấy gì thì nó đã tạo ra cái duyên lành để cho mình tu. Tại sao quý vị biết không? Mô Phật. Dạ, mô Phật. Kính cầu nguyện chư Phật cho chư vị năm điều phước lành. Quý vị biết năm điều phước lành là gì không? Ở đây có nhiều vị nữ thì chắc là thích lắm. Một trong năm điều ấy là sắc đẹp. Phải đẹp không quý vị? Đẹp là thích rồi, phải không? Cho nên năm điều phước lành đó là có một điều là sắc đẹp. Lúc nào cũng đẹp đẹp mãi, trẻ mãi. Thế thì bây giờ trở lại vấn đề, nếu chúng ta bố thí từ thiện thì thứ nhất là chúng ta cho những người thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Thứ nhì á, là cúng dường cho chư tăng thì được phước, tại vì các cái đều là Phật sống đó. Trước sau gì cũng thành Phật à, không kiếp này thành Phật, kiếp sau nữa cũng thành Phật. Tại tu kiểu này mà không thành Phật thì thành cái gì? Quý vị nghĩ thành ma. Tu bỏ hết nhà cửa mấy chục năm, 70, 80 năm tu như thế này mà không thành Phật thì thành gì đây? Phải không quý vị? Cho nên á, cúng dường cho quý ngài là quý vị tạo duyên để cho quý vị trưởng dưỡng cái tâm từ. Thứ ba mà rất là quan trọng là khi cúng dường còn có chấp rằng cái đó của tôi cúng bao nhiêu, mai mốt gặp sư nhớ bữa đó con cúng sư 100, chắc cũng có vị nhắc, sư cũng bị nhắc hoài à, sư có nhớ không? Đông Phật tử mà không nhớ, nói bữa hôm ở chùa thầy Đức Tánh con cúng sư cái bao thôi có 100 đó, sư nhớ không? Người ta nhớ tới 100 mà người ta không nhớ tới là phước lớn vô cùng. Ông Cấp Cô Độc đó, cất cái vườn kỳ viên cho Đức Phật ngự. Tới một bữa nọ đó, Ngài Xá Lợi Phất mới gọi ông lại, mới nói, này hiền giả,
Ông có biết rằng ông cất cái nhà bằng xi măng với gạch ngói cho Đức Phật ở, mà ở trên cung trời á, chư thiên cất cái nhà cho ông bằng cái gì ông biết không? Nó con người trần con đâu có thấy. Ngài Xá Lợi Phất mới cho mượn cặp mắt, tại vì Ngài Xá Lợi Phất có thiên nhãn. Này ông nhìn đi, ông nhìn ông hết hồn. Toàn là ngọc lưu ly, trân trư, mã não, này những thứ gì ở trong Kinh Di Đà nói đó. Lớn gấp mấy ngàn lần cái vườn kỳ viên để dành cho ông cấp cô độc. Cũng có mấy cái viên gạch xi măng thôi, mà nhân là như vậy. Nhưng nhờ cái tâm thành tín, tâm thành tín biết Tam Bảo, tin sâu vào nhân quả, cho nên cuối cùng á, lên cái tầng Mam Ba, tầng trời á, chưa thoát sanh tử, tại vì còn mê. Cho nên á, lên tới tầng Mam Ba được hưởng cái nhà bằng ngọc. Ở đây có ai muốn đăng ký mua cái nhà bằng ngọc ở trên cung trời không? Có phải không? Rồi, cho anh tràng bóng tay đi. Cúng ở đây cũng bằng xi măng thôi. Còn tiền á, tiền giấy không à, ta in đó nè. Cái gì quan trọng quý vị biết không? Cái tâm của quý vị chuyển từ tâm ác thành tâm thiện, tâm nhỏ mọn thành tâm rộng lượng, tâm ghét thành tâm từ. Ở trong tứ vô lượng tâm Đức Phật dạy, cái điều quan trọng nhất vẫn là từ, từ bi hỷ xả. Mà nếu không có từ thì đâu có bi, đâu có hỷ, đâu có xả. Phải có từ trước. Cái từ á, làm sao chúng ta có? Đó, từ là quả, thì cái gì là nhân? Bố thí, cúng dường, từ thiện, những cái thứ của mình quý nữa. Mà bây giờ mình dám cúng, mình dám cúng. Hồi xưa quý vị thấy ở trong kinh Đức Phật á, nhiều đời tiền kiếp á, Ngài cúng cả vợ con, thân mạng cho cọp ăn. Bây giờ có ai dám cúng sợi dây chuyền không? Chắc không, không coi lại hơi tiếc, về hỏi chồng cái đã. Nào, thế thì á, nói chứ mà trong bóp có bao nhiêu chút xíu đừng có móc ra hết. Cứ để dành cho ngày mai, cúng vừa thôi, không? Ngày mai còn cúng nữa, mai còn lại chùa cúng nữa. Thế thì trong cái lúc chúng ta làm từ thiện, chúng ta phải nên nhớ, phải có tín tâm, tin sâu vào nhân quả. Đó là điều thứ nhất. Thứ nhì phải hoan hỷ, vui, vui làm việc đó thì nó mới có kết quả. Kinh sách chép cũng vậy và đời sống cũng vậy. Quý vị cho một đứa con mà nó vui á thì nó quay lại làm sao? Bây giờ quý vị ở đây biết rồi, tới mà gặp con mình á, cho nó chừng 200 đô thì nó đầu tiên làm gì? Nó lại nó ôm nó hôn cái mommy I want more. Bạn quý vị nó thích hơn nữa. Quý vị muốn được phước mà quý vị cúng á, mà quý vị còn so đo thì phước nó có giới hạn. Cúng bao nhiêu thành vấn đề, nhưng mà khởi cái tâm hoan hỷ thì phước báo vô cùng, phước báo vô cùng lớn. Đấy. Nào, thế thì chúng ta mới nói tới cái chữ từ thiện thôi. Từ thiện nó phải có cái tâm, phải tin sâu vào nhân quả và phải hoan hỷ vui. Rồi tại sao lại nói từ thiện hay từ trần? Tại vì từ xưa cho tới giờ trong kinh sách đều chép, ngay cả như Đức Phật cũng vậy, Ngài xả thí thân mạng bao nhiêu kiếp mới thành Phật. Cái xả thí là cái gì? Với quý vị không, bỏ hết thân mạng là gì? Là bố thí đấy. Bố thí tức là buông, buông cái sự chấp thủ, buông rằng thân là có thật, ngai vàng có thật, vợ tôi có thật, con tôi có thật. Chết thì bỏ chồng nó đi theo, chui vào hòm nó có theo không? Không, để lại cho nó ký mấy cái chết cho bỏ trong cái hòm đó thôi chứ phải không? Nói giờ đó, trong tài sản của em có 3 triệu đô, để nhiều quá thì anh sẽ đi lấy vợ bé. Thôi em chết á, anh bỏ tiền vô đây. Nó nói yes. Nó ký cái check 3 triệu nó bỏ trong, nó còn tiền cash nó giữ ở trong băng, nó đâu có bỏ, phải không? Cho nên quý vị phải thấy rất rõ, những cái gì mình bố thí cúng dường chỉ là đầu tư, nhân quả rõ ràng. Mà giống như cái cây á, khi quý vị bón phân tưới nước thì nó ra nhiều trái, phải không? À, rồi nói tới đó ai ở đây cũng thông minh rồi, đẹp gái hiểu hết trơn rồi, không có lo cái chuyện đó.
Thế tại sao nói là tự trần? Tại vì Đức Thế Tôn Ngài nhờ bố thí biết bao nhiêu vô lượng kiếp từ thân mạng của cải, để rồi cuối cùng Ngài không quay trở lại cõi này nữa. Ngài chứng Phật mà. Và cuối cùng Ngài nói thôi, kiếp này kiếp chót, ta không quay lại nữa. Bây giờ sư hỏi thật quý vị, kiếp này quý vị hạnh phúc quá phải không? Ông xã cưng quá phải không? Rồi bây giờ đó sư hỏi thiệt vậy chứ kiếp sau sinh ra gặp lại ông xã đó chịu nữa không? Lắc đầu. Phải không? Thương thiệt là thương, mà bảo gặp lại cái ông đó thì lắc đầu. Hỏi ông tử tế ông đó, ông tử tế ông nấu cơm, ông bụi đồ, ông lo cho con đủ các thứ. Nhưng mà sinh ra làm người là khổ. Bây giờ có quay trở lại gặp ổng nữa, con xin thôi không gặp nữa. Mà nếu phước mình tu không đủ, kiếp sau mình không cũng gặp, nhưng mà không là vợ chồng thì sao? Trong kinh chép rất rõ, kiếp này là vợ chồng, kiếp sau là mẹ con. Thế thì muốn quay trở lại gặp nhau trong cái ái nhiễm đó nữa hay không? Không, phải không? Cho nên nói từ trần tức là thôi đừng quay trở lại cõi trần ai này nữa. Bố thí đem hết tâm, nhớ tới tam bảo, nhớ tới nhân quả, tin sâu nhân quả, hoan hỷ làm việc bố thí từ thiện, có nhiều bỏ hết ra, không quan tâm, đừng sợ, đừng so đo. Tại sao vậy? Tại vì sổ ở trên thiên đình có ghi rõ, đồng nó ra đồng, không có thiếu đâu, không có cái gì mà thiếu sót ở trong cõi đời này hết, nhân quả rất rõ ràng. Thế thì chúng ta làm để làm chi? Để cuối cùng từ trần, tức là không có còn quay trở lại cõi trần ai này đau khổ nữa. Dẫu là có thương ông xã, ổng có thương mình, kiếp này ổng chăm lo đủ thứ, ủi quần, ủi áo, nấu cơm cho mình ăn, tắm cho mình luôn. Nhưng mà thôi, đủ rồi. Phải không? Ở đây có mấy cô xinh đẹp nè, ông xã ông tắm hoài à. Phải không? Nhưng mà khổ lắm. Quay trở lại đây tiếp tục để làm gì? Sanh lão bệnh tử. Rồi á, phước máu của mình lỡ kiếp sau mà mình tu mình còn u mê mê, ái nhiễm còn nhiều, thì kiếp sau nó không thành vợ chồng nữa, thành mẹ con thì sao? Ổng thành con mình thì sao? Rồi hàng ngày mình ôm đứa con đó, mình cho anh bú, mình nhớ là ông chồng mình không? Sư bây giờ sư tu trên núi thì sư nói vụt, nói thẳng, nói phân ngang bữa củi vậy đó, không? Ai nghĩ thế nào thì nghĩ. Mà cũng mong chư tôn đức từ bi xá tội cho cái sư, cái miệng ở trên núi không có cái dịp nào nói hết, tối ngày nói như khỉ không à. Thành thử ra cứ kêu mấy con khỉ con muỗi về, sáng nay gặp có con muỗi nó bay vô về, nó con đi ra ngoài đi, nói sao phải không? Nó con muốn đi ra ngoài nó mà con không biết đường, nói đường trống không, nó cửa ta mở ra nó con bay ra đi, nó con không biết đường ra. Quý vị thấy ngay cả con muỗi mà nó còn không biết đường bay ra, hà huống gì là con người. Chúng ta bị nhốt trong những cái ngục tù, nhà, xe, cửa, con, chồng, tiền, tài khoản, chùa, áo, quần, son, xenophai. Không đúng thứ đó không được. Không đúng cái loại phấn đó tôi không chịu. Tức là nhốt tù bảo ở chỗ đó luôn. Tự mình chấp mình nhốt mình bảo chỗ đó. Sư cũng vậy. Sáng nay đó thì giả đưa cái áo khác, sư nó không. Đi đỉnh lễ ngày Đại Lão Hòa Thượng, mặc cái đồ đẹp quá mất phước, thôi mặc cái nhanh chút xíu này đi. Tức là cũng tròn lờ phải không? Mà như vậy tức là cũng so đo, mà như vậy cũng mất phước. Cho nên khi làm từ thiện thì phải nhớ tới từ trần. Ai mà không chết, mà chết rồi không mang theo được cái gì đâu, chỉ mang theo cái nghiệp của mình thôi. Nghiệp tốt, nghiệp xấu, nghiệp thiện, nghiệp ác. Thế thì có cơ hội thì có làm không? Bây giờ người ta nói cái vé số đó, mua cái số lô tô đó trúng 5 triệu, mua không? Mua chứ. Có nhiều Phật tử chạy lại gặp sư hoài, nói sư có cái sư ở gần chư Phật, sư bữa nào hỏi Phật á, dùm con số mấy trúng lô tô độc đắc. Bây giờ quý vị có cơ hội được mua vé số nè, trúng lô tô độc đắc nè. Tức là sao? Về cõi cực lạc, về Tây Phương,
chứ không có phải về Tây Ninh đâu. Thì thôi tùy, ai muốn mua vé số thì mua nha, ai muốn so đo thì cứ so đo. Nhưng mà sư khuyên có một điều như thế này, sư giúp lời luôn, là sư thấy trong đạo tràng đó có 2-3 người nam à, còn toàn nữ không à. Sư cũng hơi thắc mắc, quý vị tu á, quý vị tu tâm từ phải không, phải không, rộng lượng phải không, từ bi phải không, từ bi mà cái người từ bi mà quý vị cần từ bi nhiều nhất là ai, ông xã phải không, mà ông xã bỏ ở nhà để mai mốt ông xuống dưới địa ngục, rồi còn quý vị lên niết bàn, quý vị lên cực lạc một mình. Sư nói thiệt, đứt ruột, đứt ruột, ông xì xuống dưới địa ngục mà mình ở trên cực lạc là mình đứt ruột, phải không? Cho nên chúng ta phải phát triển tâm từ, phải nói ông xã, anh ơi chở em tới đây, em nóng lắm, anh ngồi kế bên anh quạt cho em tu. Mình phải dụ người ta tu. Hồi xưa Đức Phật cũng dụ vậy. Quý vị đừng có nói Đức Phật không dụ người ta tu. Ngài A Nan đó là em ruột của Phật đó, em của Phật đó, mê gái cưới rồi mà không ở được, đi theo Phật cạo cái đầu tiết hồi hồi. Phật mới cho lên cung trời thấy tiên nữ, mới nói ôi thôi, so sánh giữa tiên nữ với vợ con thì giống như là một cái người tiên như một cái con khỉ già. Ví dụ ngài các cô độc cũng vậy, ngài con đứa con trai nó làm biếng lắm, nó không có chịu đi nghe Phật dạy. Ngài mướn đó, ngài nói mỗi lần con đi nghe về con nói lại cái bài Phật nói gì cho bố nghe, bố cho con 10 lượng vàng. Thằng bé nó tham 10 lượng vàng. Trong kinh chép đàng hoàng, kinh Nikaya, kinh của Theravada chứ không phải kinh của Đại Thừa đâu, chép rõ ràng nó, ông cho nó và nó đi nó học. Nó học tới lần thứ 5 nó mới thuộc, nó về nó nói lại cho bố nó nghe. Và sau khi nó nói xong rồi á, ông đưa tiền nó không lấy nữa. Tại vì nó ngộ, vàng nó chỉ là kim khí, kim loại thôi. Tại vì con người ta quy định với nhau giá trị của nó, một lượng vàng mua được bao nhiêu tiền, một tờ giấy này nè là bao nhiêu tiền là mua được cái gì, người ta quy ước với nhau vậy thôi. Chứ còn cái giấy này á, quý vị đi xuống dưới Tây Phương nó không có xài đâu. Tây Phương không xài giấy này. Tây Phương quý vị xài biết xài gì không? Giấy của ngài Đức Phật A Di Đà. Quý vị muốn gặp Đức Phật A Di Đà không? Ngày hôm nay quý vị có cơ hội gặp, tùy quý vị nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có câu hỏi gì không? Có ngài Đại Lão đây, ngài Từ Bi đến, quý vị hỏi cái gì còn thắc mắc trong vấn đề tu học của mình. Hỏi chỉ 2-3 câu thôi, đừng hỏi nhiều, hỏi nhiều ngài mệt. Không? Hỏi để cho mình giải tỏa những cái thắc mắc của mình. Không? Có ai hỏi không? Rồi hỏi đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Đại Lão Hòa Thượng, kính bạch Thầy và kính thưa Thầy chủ trì cùng tất cả các Phật tử có mặt hôm nay. Con xin hỏi một câu hỏi nhỏ, xin Hòa Thượng và Thầy quan hỷ giải đáp cho chúng con cùng học hỏi. Thì theo những phương pháp niệm Phật đó, nếu mà tư lương của chúng ta để mà có đủ để đủ điều kiện để gặp Đức Phật A Di Đà sau khi chúng ta sinh hoạt mạng chung, thì đó là tín nguyện hạnh. Xin cho Hòa Thượng hay là Thầy cho chúng con hiểu rõ thêm phương pháp nào để mà chúng con đã đạt được cái tư lương đó để làm hành trang chúng con trên bước đường tu học A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Lạch sa thú sa thú. Câu hỏi đi ngay vào cái pháp môn tu học, tức là đi ngay vào cốt lõi. Thành kính tri ân ngài Hòa Thượng đã từ bi chỉ dạy con để trả lời. Thì bây giờ thưa với quý vị này, pháp môn nào cũng vậy, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật hay là tín nguyện hạnh. Từ nãy sư có nói đó, tín ở đâu? Tin sâu vào nhân quả. Quý vị tu, quý vị tin những lời Phật dạy, chắc chắn quý vị về cõi A Di Đà. Không cần ông sư nào tụng đâu, không cần sư Minh Tâm tới nói là khi chết rồi phải ông sư đó tụng mới được, không cần. Tại vì ngay trong cái giờ phút quý vị nhắm mắt, thần thức
thấy Đức Phật A Di Đà. Tại sao? Tại vì mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây quý vị đều tơ tưởng tới Đức Phật A Di Đà. Hồi xưa quý vị chưa quen ông xã, lúc mới quen á, ngày nào cũng vậy, sáng trưa chiều tối đều nhớ tới ông xã, không chứ nhớ tới ai? Quên cha quên mẹ, dám bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cha bỏ mẹ đi theo ông xã. Thì bây giờ phải hành trì giống như vậy với Đức Phật A Di Đà. Sáng trưa chiều tối tâm mình lúc nào cũng đều thấy Đức Phật A Di Đà ngay trước mặt, không? Đều phải thấy như vậy. Nào thế thì tín là phải tin vào nhân quả. Nếu cái tâm của con đi với Phật thì Phật có hứa rồi mà. Trong kinh Phật nói nhẫn đến 10 niệm mà nhất tâm bất loạn thì vãng sanh cực lạc. Kinh nói là này Xá Lợi Phất, ở phương Tây có một cõi tên là cõi Cực Lạc, có Đức Phật là Đức Phật A Di Đà. Ở nơi ấy không cần làm vẫn có ăn, muốn gì được cái đó, vân 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 vân. Nhẫn đến 10 niệm mà nhất tâm bất loạn thì vãng sanh cực lạc. Quý vị tục bài phải không? Mà có ai hỏi thầy Đức Tánh này chứ 10 niệm là gì không? Không ai thèm hỏi thì làm sao thầy Đức Tánh có thể giải thích cho quý vị 10 niệm? Tại sao nói 10 mà không nói 11, không nói 9? Kinh gì nói vậy? Mà quý vị tụng cho tới giờ này, quý vị tụng mấy chục ngàn A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật rồi, thấy Đức Phật A-di-đà chưa? Nếu chưa, thì phải có hai điều chúng ta phải suy nghĩ. Một là kinh viết sai. Hai là chúng ta tu sai. Nếu kinh đúng mà chúng ta tu sai thì không thấy Đức Phật A-di-đà. Hoặc là kinh viết sai. Có ai dám nói kinh viết sai không? Không, không. Tức là tín có rồi như vậy. Tín có rồi. Rồi bây giờ quý vị lại nguyện là sanh về cực lạc cõi phương Tây, phải không? Chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Mà trong kinh chỉ nói con câu là nhẫn đến 10 niệm. Mà bây giờ quý vị niệm sao? Có nhiều vị lên nói gặp sư thôi. Sư ơi, sao con niệm tới 100 rồi mà sao con chưa thấy? Nam mô A Di Đà Phật 1, Nam mô A Di Đà Phật 2, Nam mô A Di Đà Phật 3. Mà con niệm tới 100. Tại sao? Tại vì quý vị niệm bằng cái miệng. 10 niệm nó gồm có cái gì? Sư mất cho quý vị đi. Quý vị nghĩ ra liền, quý vị đây thông minh hết rồi. 10 đó, con số 10 đó, gồm có 3 cộng với 4 cộng với 3. Phải là 10 không? 3 cộng 4 cộng 3 là 10 phải không? Thế thì 3 đầu tiên là gì? Biết rồi, cô đang biết hết trơn rồi thôi. Hả? 3 ở nơi ấy, nơi thân, trộm cắp, tà dâm, sát sanh. Ba cái đó tuyệt đối không phạm thì nó mới tỉnh, thì mới thấy Đức Phật A Di Đà. Bốn là gì? Bốn là miệng. Ở nơi cái miệng quý vị đâm thọc, nói lời phiền não cho người khác thì như vậy đâu có ích lợi gì. Còn ba nữa là gì? Ba nữa là tham sân si. Ở trong ý, tức là thân khẩu ý, phải hoàn toàn niệm Phật A Di Đà. A Di Đà trong tâm, trong thân, trong khẩu, trong ý thì nó mới đủ 10. Nếu lúc nào mà mình muốn giết một con chó, con gà hay bắt con muỗi, mình nói A Di Đà Phật, con muỗi này trước kia nó là ông nội 10 đời của mình, đừng có đập nó. Có ai mà đi đập ông nội 10 đời của mình chứ? Thì ngay lúc đó tâm từ phát sinh và giữ được thân khẩu ý, tức là 10 nghiệp thanh tịnh, thì vãng sanh chắc chắn. Đức Phật dạy rất rõ, kinh Nikaya của Pali cũng như kinh của Mahayana, kinh của các vị đại thừa, kinh phát triển cũng đều nói y như nhau. Thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh bảo đảm vãng sanh. Lúc bây giờ quý vị không cần sự minh tâm tới tụng kinh thì đã đi mất tiêu rồi, về Tây Phương rồi. Tín như vậy, nguyện như vậy. Rồi hành sao? Hành để đừng có so đo. Hồi nãy sư nói đó, so đo từng chút một. Niệm Phật là còn phải đếm. Nam mô A Di Đà Phật 1, Nam mô A Di Đà Phật 2, tức là tâm so đo. Tại sao sư nói tâm so đo? Tại vì tâm còn tham muốn cảnh cực lạc.
Thế còn tham thì sao? Phật nói tham sân si là ba cái ta tu. Mà bây giờ mình lại cứ, mỗi lần mình niệm Phật, mình muốn có cảnh cực lạc là mình tham thêm, muốn thêm. Phải không? Càng muốn thêm thì càng xa, xa Phật. Phật nói rất rõ, người nào tu được thập thiện, giữ được cái mười giới thân khẩu ý, dấu có ở cách xa muôn trùng vẫn ở gần Phật. Còn người nào dấu là mặt đắp y cạo đầu mà thân khẩu ý không tu được thanh tịnh, còn y nguyên thì dấu có quỳ lại trước Phật cũng vẫn xa Phật muôn trùng. Tính thành nguyên là như vậy. Rồi cái đó là tư lương của quý vị, từ quý vị biết không? Nay sư không có cái đủ bối gì nhiều, chỉ đưa cái nó tương đương với Sinopharm thôi, không nó mùi thơm thơm chút xíu thôi chứ nó cũng không được hoàn hảo đâu. Có ai có câu hỏi gì nữa không? Còn nếu không có gì xin thỉnh hòa thượng là nghỉ. Có ai có câu hỏi không? Rồi quý vị niệm Phật hồi hướng, rồi quý vị nghỉ để cho ngài cũng được nghỉ. Còn không có nữa để ngài bệnh nữa thì quý vị phải chở đi nhà thương, rồi quý vị mang tội nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô thượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng con cùng thỉnh ngài hòa thượng từ bi chú nguyện cho đạo tràng lúc nào cũng được thanh tịnh. Thầy xin đọc cái bài kinh hôm nay đây, các Phật tử đi chùa lễ Phật nghe giảng và nghe một vị giảng sư lỗi lạc giảng kinh có Phật bảo nhiều quá. Thầy xin đọc cái bài kinh gọi là Tam Thập Độ. Cái bài kinh Đức Phật sẽ có rất là nhiều tai nạn, nhưng mà ngài nhờ bài kinh này thì thầy đọc để thầy hồi hướng cho các Phật tử đó. Được hết là cho ngài trụ trì, cho ngài giảng sư đại học, với tất cả các Phật tử đều được an vui hạnh phúc trong cuộc đời tu hành của mình. Thầy xin đọc cái bài kinh Tam Thập Độ để cầu nguyện cho các Phật tử. Iti viso bhagavana na parami sammano, iti viso bhagavana na upaparame sammano, iti viso bhagavana na paramattha parami sammano, iti viso bhagavasila parami sammano, iti viso bhagavasila upaparame sammano, iti viso bhagavasila paramattha parami sammano, iti viso bhagavana khamma parami sammano, iti viso bhagavana khamma upaparame sammano, iti viso bhagavana khamma paramattha parami sammano, iti viso bhagavana paññā parami sammano, iti viso bhagavana paññā upaparame sammano, iti viso bhagavana paññā paramattha parami sammano, iti viso bhagavana viriyā parami sammano, iti viso bhagavana viriyā upaparame sammano, iti viso bhagavana khanti parami sammano, iti viso bhagavana khanti upaparame sammano, iti viso bhagavana khanti paramattha parami sammano, iti viso bhagavana sakkha parami sammano, iti viso bhagavana sakkha upaparame sammano, iti viso bhagavana sakkha paramattha parami sammano, iti viso bhagavana adhitthana parami sammano, iti viso bhagavana adhitthana upaparame sammano, iti viso bhagavana adhitthana paramattha parami sammano, iti viso bhagavana metta parami sammano, iti viso bhagavana metta upaparame sammano, iti viso bhagavana metta paramattha parami sammano, iti viso bhagavana upekkha parami sammano, iti viso bhagavana upekkha upaparame
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Đời cuối cùng là xin cảm ơn Ngài Trụ Trì, xin cảm ơn Ngài Giảng Sư và tất cả các Phật tử cho bình đạo của các Phật hôm nay. Và ngày 21 thì đi qua Mê Bình và sẽ trở về Mỹ, về lại Việt Nam để tất cả cái tiên và Phật tử gửi cúng dường là Thầy sẽ cúng dường lại cho chư Tăng Việt Nam ở tu khổ hạnh ở trong núi. Và cho những người mù loà, hôm vừa rồi Thầy có để lại một số băng, quý vị coi trong băng là Thầy làm ở đâu, Thầy ghi hình ở đâu cả, để cho các Phật tử trước khi rồi ở đây không biết có được khả năng gặp lại Phật tử được không. Thầy chúc tất cả các Phật tử thân tâm an lạc, luôn luôn tinh thần tu hành. Thầy mong gặp lại các Phật tử ở tại đại lễ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam